Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một số dự án mới. Hai dự án này thì là hai dự án chatbot, cho nên mình sẽ làm chung một cái video cho các bạn nhé. Đầu tiên là dự án Uniswap X. Đây là một cái dự án mà mình cũng không 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 được tin cho lắm, thế nhưng mà được cộng đồng ủng hộ rất là nhiều. Mình cũng không biết là tại sao, hay là tại vì là trước đây cái về Uniswap, các bạn đã biết cái sàn Uniswap ấy là thấy khá là nổi và cho rất là nhiều tiền. Đấy, mỗi bạn mà giao dịch ở trên đấy được khoảng 400 coin và tương đương của khoảng 2 đến 3.000 đô la. Vì thế cho nên là mình thấy là cái dự án này ra phát là có 3-40.000, đây 48.000, gần 50.000 người đã tham gia và ủng hộ cái dự án này. Thì ok, thì mình cứ làm thôi các bạn nhé. Các bạn ấn vào check này. Theo dõi xong thì các bạn ấn check, sau đó các bạn sẽ đánh vào cái captcha. Các bạn vượt qua captcha cho mình. Ở đây thì các bạn ấn vào accept and start now. Đầu tiên các bạn sẽ follow Twitter này, retweet là pin the post này, click button below, các bạn ấn vào next. Ok, cái này thì mình sẽ phải làm theo dõi đi đã nhá. 35-40k người like và retweet này. Các bạn log in vào trong tài khoản của mình. Các bạn vẫn sử dụng cho mình ví MetaMask nhé. Sai cái gì nhỉ? Các bạn copy lại ví này, paste vào bot nhá, nó hỏi ví ERC20. Ok, bắt đầu các bạn mới, bây giờ các bạn mới điền Twitter name này. Cái này thì các bạn cứ làm cho mình nhé. Ok, 500 units x với 50 friend. Mình thử ấn vào withdraw xem nào. Là 25 October, tức là ngày 25 tháng 10. Ở đây thì các bạn sẽ website, các bạn có thể tìm hiểu một ít về cái dự án của nó này. Đây, mình thử ấn claim unit xem này. À, cái này là bot, đúng rồi. Đấy, cái web thì cũng khá là đơn giản, mình thấy. Ok, thế là đã xong nha các bạn nhé, các bạn vào rep đây. Các bạn sẽ thấy link để giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia. Các bạn sẽ nhận được 50 unit Satoshi, là các bạn, nó sẽ thống kê cho các bạn cái ví cũng như là cái Twitter name. Đấy, ok, như thế đã xong cái dự án đầu tiên. Tiếp theo là một cái dự án nữa là cái con Nimi này nhá. Con này sẽ phát khoảng một Nimi. Nini cũng là chatbot nha các bạn nhé. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu các bạn theo dõi Telegram group hai cái. Quay lại đây các bạn theo dõi tiếp một cái nữa là hai. Quay lại các bạn ấn vào Twitter. Cái này thì mình sẽ tắt hết đi nhé, tại vì là mình đã làm xong cái này rồi. Retweet là pin the post này, retweet là một cái này nữa này. Lắm thế nhỉ? Retweet này. Retweet và like, retweet và like. Cái này các bạn cũng vào retweet và like này. Ok, cái này các bạn ấn follow. Các bạn sẽ ấn vào I complete Twitter name, thì mọi người sẽ vào phần profile. Các bạn copy lại Twitter name, paste vào cho bot nha. Đấy, vẫn là cái ví ERC20, các bạn vẫn sử dụng ví MetaMask nhé. Bạn nào sử dụng ví chút cũng được, đều ok hết. Các bạn paste vào đây. À, các bạn vào VLN. Các bạn sẽ nhận được 1 và cộng với 0. Tức là các bạn chưa có rep mà. Các bạn ấn vào Invent. Các bạn sẽ thấy link giới thiệu bạn bè của mình cũng tham gia các bạn nhé. Đấy. Nhiệm vụ cũng khá là đơn giản. Hai cái dự án này nhiệm vụ khá là ok. Đấy, các bạn nào mà chưa retrain thì các bạn retrain luôn đi nhé. Nó yêu cầu retrain 2 bài.
các bạn cứ từ từ mà retrain nhé, các bạn chờ một ít cho các bạn retrain, các bạn đừng có làm ngay tại vì nó sẽ đánh spam nếu mà các bạn retrain nhiều. Twitter dạo này thì cũng đánh khá là nhiều cái tài khoản suspend, nếu mà các bạn cả cứ retrain hoặc là like các thứ nó nhanh quá thì nó sẽ bị suspend, cho nên là mọi người sẽ kháng rất là khó, cho nên là mọi người cũng phải để ý cái vấn đề này nhé, các bạn cứ khẽ mà làm thôi. Ok, như thế là đã giới thiệu xong cho các bạn hai cái dự án. Bạn nào mà chưa tham gia thì các bạn đăng ký ủng hộ nhé. Mình đã đăng lên kênh Telegram của mình rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của mình nhá. Cũng như là cái kênh Telegram của mình nhé. Tại vì là mình update lên Telegram đầu tiên. Sau đấy thì mình mới làm video để đăng lên kênh của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hai dự án Nini và cái dự án Uniswap X. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.